huyền bí thanh kiếm trong mộ cổ sau 2.500 năm vẫn sắc bén. Hơn 50 năm trước, có một thanh bảo kiếm kỳ lạ đã được tìm thấy trong mộ cổ ở Trung Quốc. Mặc dù đã hơn 2.000 năm tuổi, thanh kiếm mang tên Câu Tiễn này không hề biểu lộ dấu hiệu hoen gỉ. Năm 1965, khi các nhà khảo cổ học tiến hành một cuộc khảo sát ở tỉnh Hồ Bắc, trong quá trình khai quật ngôi mộ, các nhà nghiên cứu đã thu thập được thanh kiếm đặc biệt quý hiếm của Việt Vương Câu Tiễn cùng với 2.000 hiện vật khác. Trưởng nhóm khảo cổ phụ trách khai quật cho biết thanh kiếm được phát hiện trong một ngôi mộ, trong một hộp gỗ gần như kính khí bên cạnh một bộ xương. Khi thanh kiếm được rút khỏi vỏ, người ta bất ngờ khi thấy lưỡi kiếm không hề bị gãy dù bị chôn trong một môi trường ẩm ướt suốt 2 thiên niên kỷ. Thanh kiếm thậm chí còn có thể dễ dàng cắt xuyên qua một chồng gồm 20 mảnh giấy. Kiếm Câu Tiễn là một trong những thanh kiếm tàu sớm nhất được biết đến. Đây là một loại kiếm thẳng hai lưỡi được sử dụng trong 2.500 năm qua ở Trung Quốc. Kiếm hai lưỡi là một trong những loại kiếm sớm nhất tại Trung Quốc và có mối liên hệ chặt chẽ với thần thoại Trung Hoa. Thanh kiếm đã làm ngón tay của một nhà khảo cổ học chảy máu khi ông chạm vào phần lưỡi kiếm, vốn dường như không hề bị tác động bởi thời gian. Bên cạnh đặc tính kỳ lạ này, kỹ thuật đúc kiếm cũng rất tinh xảo đối với một thanh kiếm đã được rèn từ một thời kỳ xa xưa như vậy trong lịch sử. Được xem như một quốc bảo của Trung Quốc ngày nay, ý nghĩa của thanh kiếm này với người dân Trung Quốc có thể được sánh ngang với thanh kiếm Excalibur của vua Arthur ở phương Tây. Thanh kiếm có chiều dài tương đối ngắn hơn so với các thanh kiếm tương tự trong lịch sử. Kiếm Câu Tiễn là một thanh kiếm đồng với hàm lượng đồng cao, giúp gia tăng độ bền dẻo, bởi vậy nó khó gãy hơn những thanh kiếm thông thường. Lưỡi kiếm được làm bằng thiết làm cho kiếm cứng hơn và duy trì được độ sắc bén. Ngoài ra, trong thành phần kiếm còn có chất sắt, chì và lưu huỳnh. Nghiên cứu đã cho thấy có một lượng lớn lưu huỳnh và đồng 2 sunfua CuS tạo cho thanh kiếm khả năng chống gỉ. Thanh kiếm có chiều dài 55,7 cm, bao gồm cán kiếm dài 8,4 cm và lưỡi kiếm rộng 4,6 cm. Hình thoi đen được ráp hai bên mặt lưỡi kiếm, men màu xanh lam và ngọc lam được gắn vào cán kiếm. Chỗ tay cầm của chuôi kiếm được bọc trong lụa và núm chuôi kiếm cấu thành từ 11 vòng tròn đồng tâm. Thanh kiếm nặng 875 g. Giải mã những ký tự trên kiếm. Điều đặc biệt đáng nói là chữ viết được khắc trên thanh bảo kiếm này không phải là chữ Hán. Các nhà khảo cổ học xác định đây là loại chữ có trước chữ Hán. Thanh kiếm được khắc 8 chữ là Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm. Có nghĩa là thanh bảo kiếm này là của Việt Vương Câu Tiễn tự chế tác cho bản thân mình dùng. Đặc biệt chữ Việt trên thanh bảo kiếm này không có trong chữ Hán. Nước Việt thời Câu Tiễn trị vì từ năm 496 đến năm 465 trước Công Nguyên là của thị tộc người Ư Việt, một trong những thị tộc thuộc nhóm Bách Việt, và cũng là một chư hầu nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Chữ Việt trên kiếm của Việt Vương Câu Tiễn và chữ Việt khai quật được tại tỉnh Hà Nam là trùng khớp với nhau. Có thể nói đây có thể là chữ Việt cổ mà chúng ta đang tìm kiếm. Câu Tiễn là một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, người đã trị vì nước Việt trong thời Xuân Thu, năm 771 đến 476 trước Công Nguyên. Đây là một thời kỳ đánh dấu bởi sự hỗn loạn trong triều đại nhà Chu và đã được lấy tên từ Kinh Xuân Thu, vốn là một bộ biên niên sử của giai đoạn này. Thời Xuân Thu nổi tiếng với các cuộc viễn chinh quân sự, những xung đột này dẫn đến xu hướng kiện toàn vũ khí thời đó, đến mức chúng có độ bền và tính sát thương cực cao. Chúng được rèn luyện trong nhiều năm và có thể trụ vững trong nhiều thế kỷ. Câu chuyện về Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Vương Phù Sai tranh giành quyền lực đã trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc. Mặc dù ban đầu vương quốc của Câu Tiễn bị nhà Ngô đánh bại, nhưng ông đã dẫn dắt quân đội của mình đến chiến thắng 10 năm sau đó. Sự độc đáo của kiếm Câu Tiễn.
Ngày nay, thanh kiếm của Câu Tiễn vẫn sắc bén như lúc mới được rèn, không thể tìm thấy dù chỉ một dấu vết hoen gỉ trên thân kiếm. Nhiều học giả tự hỏi làm thế nào thanh kiếm này có thể không bị hoen gỉ trong một môi trường ẩm ướt trong hơn 2.000 năm. Những họa tiết trang trí phức tạp đã được chạm khắc vào thanh kiếm như thế nào? Các nhà nghiên cứu đã phân tích những mảnh đồng cổ với hy vọng tìm được một phương pháp chế tạo ra thanh kiếm như vậy. Họ phát hiện thanh kiếm có khả năng kháng lại tình trạng oxy hóa nhờ vào sự sulfat hóa trên bề mặt. Điều này kết hợp với một vỏ bao kiếm kính khí đã khiến thanh kiếm huyền thoại này được tìm thấy trong một tình trạng nguyên vẹn như vậy. Những thí nghiệm cũng cho thấy những người thợ rèn kiếm trong vùng đất của nước Ngô và nước Việt ở miền Nam Trung Quốc trong thời Xuân Thu đã đạt đến một trình độ luyện kim cao. Kỹ thuật cao như vậy cho phép họ kết hợp các hợp kim không gỉ vào lưỡi kiếm, giúp chúng tồn tại qua thời gian trong trạng thái tương đối nguyên vẹn. Thanh kiếm này hiện đang thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc. Lịch sử đã đi qua như một màn kịch, có anh hùng, có bi tráng đến đâu thì giờ đây chỉ còn tàn tích và hiện vật. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng đây quả là một thanh kiếm bất tử mà con người ngày nay phải thán phục trước tài nghệ của các bậc cổ nhân. Và những dòng chữ trên thân kiếm về tộc người Bách Việt có gợi cho bạn suy nghĩ thêm về điều gì? Hãy bình luận bên dưới để chia sẻ cùng chúng tôi.